Mến chào các bác đang theo dõi video của kênh Đồng Hồ Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên chia sẻ và giới thiệu về các mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng. Hôm nay đã là thứ bảy rồi ạ, và ngày hôm nay thì cả Kiên có về được một cái mẫu đồng hồ mà em thấy rằng là rất là độc và thích hợp để các bác sưu tầm cũng như là các bác đeo để trải nghiệm một mẫu đồng hồ rất là độc đáo như thế này. Đây là chiếc đồng hồ của Nhật và phần mặt của đồng hồ các bác có thể thấy ở đây. Đây là mã là, à không, nó không có mã nha. Cái này nó có tên là đồng hồ chiến hạm. Đây là một chiếc đồng hồ Nhật và vỏ ngoài của đồng hồ được mạ vàng. Tình trạng của nó còn rất là đẹp, chiếc này còn rất là đẹp. Nó khoảng cái độ đẹp của nó tầm tầm khoảng 85 đến 90% các bác nhé. Các bác có thể thấy này, mặt trung tâm của đồng hồ là cái logo, cái biểu tượng một cái tàu chiến hạm. Họ làm rất là sắc sảo, nét từng chi tiết một đó. Và khi mà các bác mua cái chiếc đồng hồ này ấy, sẽ đi cùng với nó là một chiếc la bàn. La bàn này ấy, là la bàn mini. Ở cái phần logo này của la bàn là cái họa tiết được bọc vàng các bác nhé. Vỏ ngoài là inox đó. Rồi em sẽ đeo la bàn, đeo chiếc chiến hạm này lên chân tay để các bác cùng nhìn nha. Các bác cùng để ý cho em là phần viền ngoài của đồng hồ là các chữ số La Mã được đánh từ 1 cho đến 12 tượng trưng cho các cọc số giờ. Để dành cái phần mặt trong cho hình ảnh của chiếc chiến hạm rất nổi bật. Em này được sở hữu bộ máy quát, máy chạy pin đó các bác, và đang hoạt động. Thì nói chung là máy chạy pin thì các bác không phải lo về hoạt động của đồng hồ rồi. Đồng hồ hoạt động rất là chuẩn, không phải lo lắng là lên cót hàng ngày hay là để ý nhanh chậm của đồng hồ gì hết. Rất là chất luôn. Thế này đó, các bác thích hợp và các bác đeo đi làm, đi chơi đều rất là nổi bật trên phần cổ tay và tạo ấn tượng khác biệt. Em này có như em vừa giới thiệu là phần vỏ ngoài là được mạ vàng PVD, rất là sắc nét, tình trạng còn cực kỳ tốt. Đáy inox nha, em này sở hữu bộ máy quát, máy pin của Nhật, máy chuẩn Nhật luôn. Chiếc chiến hạm này có như em vừa giới thiệu được tặng kèm một cái la bàn như này. Thì bây giờ em sẽ mở cái phần la bàn này ra để các bác cùng xem nha. Cái chiếc la bàn này ấy, thì nó là một chiếc la bàn rất là xưa rồi. Nói chung là cửa hàng sẽ tặng kèm các bác khi các bác mua đồng hồ này, tặng kèm để các bác có thể là sưu tầm, các bác chơi. Đây là phần bên trong của chiếc la bàn rất là xưa rồi các bác nha. Cái hộp này đây chính xác là cái hộp bên trong đựng la bàn đó ạ. Một chiếc la bàn tặng cùng với lại đồng hồ chiến hạm, mang ý nghĩa là dù chúng ta đi tới đâu, giống như những người chiến sĩ họ đi trên biển, thì với chiếc la bàn này chúng ta vẫn luôn có thể đi được đến đúng nơi, đúng hướng. Và chiếc la bàn này thì nó là một trong những cái vật mà để trong bộ sưu tầm của các bác, nó rất là giá trị. Phần vỏ này được bọc vàng các bác nhé, chi tiết được làm rất là sắc sảo nha. Em sẽ kiểm tra size mặt của chiếc chiến hạm này cho các bác cùng rõ về size mặt. Em thấy cái size mặt này nó cũng to đó. Rồi size 38 tròn luôn. 38. Cho các bác cổ tay từ 17, 18 trở xuống đeo cái size 38 này là đẹp. Phần mặt họ làm cực kỳ chi tiết và sắc nét các bác nha. Các bác để ý cái hình ảnh chiến hạm này rất là cầu kỳ chi tiết luôn. Đó. Bên dưới cái đáy này họ còn làm gợn gợn sóng, giống như là hình ảnh những cái con sóng chuyển động dưới cái mạn tàu ấy. Đây là những cái nòng súng này. Đó. Họ làm chi tiết lắm. Nói chung là đeo chiếc này trên tay thì cực chất luôn. Cực chất luôn các bác nha. Chốt đơn cho em mã đồng hồ chiến hạm với giá là 1.200.000 đồng, được tặng kèm một chiếc la bàn mini cực chất như thế này với logo được bọc vàng. Duy nhất là mẫu này thôi các bác nha. Về cách thức chốt đơn thì em xin nhắc lại, đó chính là
các bác nhắn chốt đơn về số Zalo trên màn hình giúp em. Hình thức thanh toán thì có hai hình thức. Một là các bác sẽ đặt cọc từ 200.000 là cửa hàng Kim Đồ Cũ đã gửi đồng hồ rồi ạ. Đồng hồ tới nơi các bác được xem đồng hồ trước khi các bác nhận và thanh toán nốt số tiền còn lại cho nhân viên họ giao hàng. Còn với các bác mà chuyển khoản hết thì cửa hàng Kiên sẽ bao phí vận chuyển. Số tài khoản thì em có để ngay cái phần mô tả dưới video này, các bác chỉ cần ấn tiêu đề này các bác sẽ nhìn thấy số tài khoản nha, hoặc là các bác nhắn về Zalo em sẽ gửi số tài khoản. Rồi quay lại mẫu đồng hồ số 2 trong ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Technote. Vâng, Technote thương hiệu rất là lớn, các bác nào cũng yêu đồng hồ thì mình đều biết đến thương hiệu Technote này rồi. Mẫu Technote này thuộc dòng là Bo Corano. Các bác chờ chút để em đọc, những cái này nó bị che mất bởi kim đồng hồ rồi. Đây Corazan các bác ạ. Đúng rồi, Corazan nha. Màu mặt của đồng hồ này là kiểu màu giống như là màu đá hổ phách ấy. Màu mặt họ làm theo cái sắc nâu và có ánh vàng xanh. Đấy, nhìn nó rất là lạ mắt và đẹp. Kết hợp cùng với cọc số gài đá đen dạng khối nổi. Kim cổ, bộ kim là bộ kim cổ, kim vuông. Em này có phần vỏ ngoài là vỏ đá các bác nha, vỏ đá đen. Đấy các bác cũng thấy này, nó rất là chắc chắn nhé, cầm trên tay rất nặng luôn. Vỏ ngoài đá đen đó. Cái này có cái núm này nó rất độc. Đây ấy, là núm zin của đồng hồ các bác nha, núm zin luôn đấy, mà cái núm này nó rất là độc lạ luôn này. Núm vàng, logo đáy đằng sau hình chú sư tử quen thuộc của thương hiệu Technote. Cái phần chân này thì nó hơi có vết rồi các bác nhé, hơi có vết ở phần chân này chút xíu nha. Đó, còn những cái cạnh khác thì nó bình thường, nó còn giữ được trong cái tình trạng tốt. Mặt cũng hơi có vết chút xíu rồi. Rồi bây giờ em và các bác sẽ cùng xem phần máy bên trong của chiếc Technote này nha. Đây là phần máy bên trong của chiếc Technote mã T7 em giới thiệu ngày hôm nay. Các bác cùng thấy rằng là bộ máy bên trong của T7 cực kỳ sắc nét và đẹp, với những cái vòng xoáy như thế này, rất là sáng nha. Vành tóc gai, các bác cùng nhìn vành tóc bên trong của em đó này. Vành tóc gai, vành tóc cổ nha. Em này sở hữu bộ máy là bao nhiêu chân kính đây nhỉ? 25, 25 chân kính các bác ạ. Trời ơi, máy rất là xịn sò, máy rất là đẹp nha. Đó. Các bác cùng nhìn cái vân xoáy nó bên trong chuyển động này, rất là đẹp luôn. Em để zoom cận cảnh cho các bác cùng xem bộ máy nha. Máy cực chất, 25 chân kính, rất là sáng và đẹp. Còn đây là phần nắp bên trong này, nắp in logo luôn này. Đó. Và em T7 này ngày hôm nay có giá cực tốt để các bác sở hữu một chiếc đồng hồ thương hiệu lớn của đồng hồ Technote Thụy Sĩ. Technote Corazan với một ngôi sao tại vị trí góc 6 giờ. Máy 25 chân kính nguyên bản rất là sáng và đẹp. Chiếc T7 này có giá là 2.300.000 đồng. Đồng hồ Technote Thụy Sĩ, các bác chốt đơn cho em nha. Technote Thụy Sĩ T7 giá 2.300.000 đồng. Giá cực kỳ tốt cho một chiếc đồng hồ thương hiệu lớn với bộ máy sáng cực chất và đẹp, 25 chân kính, vỏ ngoài là vỏ đá nha, rất là chắc chắn. Mặt màu hổ phách. Dòng Technote Corazan. Vâng, mã T7 ạ. Rồi các bác, hôm nay em có một chiếc đồng hồ thương hiệu lớn giới thiệu đến các bác nha. Universal với biểu tượng chữ U quen thuộc. Đây là dòng Universal Geneva. Em này sở hữu bộ máy vàng hồng 17 chân kính. Chiếc này là thiết kế với size mặt nhỏ dành cho các bác nam tay nhỏ hoặc là các chị nữ, mình đều có thể đeo được chiếc đồng hồ này. Một thương hiệu rất lớn,
các bác tìm hiểu về các thương hiệu đồng hồ thì các bác sẽ thấy rằng là Universal này là một trong những dòng đồng hồ cao cấp và đắt đỏ. Vị thế của nó thì vượt mặt Omega và tương đương với Rolex cũng như là Philips. Rồi em này thì có cái mặt là mặt vuông, dáng mặt vuông TV. Bộ cọc số bên trong của em nó, các bác có thể thấy là họ làm theo cái phong cách hình vuông, hình khối tứ giác vuông. Điểm nhấn tại vị trí 3, 6, 9 và 12, em này sở hữu là máy cơ lên dây và hai kim. Thân vỏ inox nha, thân vỏ inox nguyên zin nguyên bản. Đáy của đồng hồ đây, bộ dây này là một bộ dây của Đức nên là một bộ dây đẹp, rất là hợp với chiếc đồng hồ này. Các bác nhìn này, đó, chiếc này phù hợp với nam cổ tay nhỏ hoặc nữ, các bác các chị nữ đeo được chiếc này nha. Một thương hiệu cực kỳ lớn của đồng hồ Thụy Sĩ, ngang hàng với Rolex và có lịch sử rất lâu đời. Đây được xếp trong những cái thương hiệu đồng hồ xa xỉ. Rồi bây giờ em và các bác sẽ cùng ngắm bộ máy bên trong của chiếc này nhé. Các bác cùng ngắm bộ máy của Univer này. Universal, máy vàng hồng 17 chân kính cực kỳ chất. Đây em sẽ điều chỉnh lại cái camera để các bác ngắm được rõ hơn nhé. Để gần như thế này thì nhìn cái màu sắc nó không có nét. Màu vàng hồng của đồng hồ, nói chung nhìn bên ngoài nhìn nó đã mắt lắm các bác ạ. Nắp đáy này các bác thấy chất, rất là chất luôn nha. Đeo em này lên trên tay thì khỏi nói luôn, không cần phải giới thiệu. Universal Geneva Suite, chiếc đồng hồ cực kỳ chất và đẹp. Và ngày hôm nay tại cửa hàng Kiên Đồ Cũ, các bác có cơ hội sở hữu một chiếc đồng hồ thương hiệu lớn, đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, thương hiệu Universal Geneva, máy vàng hồng collagen 17 chân kính, vỏ máy nguyên bản. Và chiếc này có giá cực tốt các bác nha, giá cực tốt nha. Rồi mã U2 giá chỉ có 1.500.000 đồng thôi các bác ơi, cho một chiếc đồng hồ thương hiệu cao cấp của Thụy Sĩ như thế này. Vâng, chốt đơn cho em nha. Trước tiên thì em cũng nói luôn là mẫu này cho các bác cổ tay nhỏ đeo được nha. Ngang của nó là 31 này, chéo là tầm 32,5. Các bác cổ tay dưới 16 đeo được chiếc này nha. Lưu ý cho em, cổ tay dưới 16 đeo được chiếc này nha. Rồi các bác nào cổ tay nhỏ thì nhanh tay sở hữu một chiếc đồng hồ Universal thương hiệu cao cấp, thuộc dòng xa xỉ của đồng hồ Thụy Sĩ, tương đương với một chiếc đồng hồ Rolex. Giá thì cực tốt, chỉ có 1.500.000 đồng một chiếc này thôi ạ. Tiếp đến là dòng đồng hồ Seiko LM Lokmatic, dòng Seiko xưa cổ của đồng hồ Seiko với 25 chân kính. Em này là thân vỏ inox, máy nguyên bản của đồng hồ Seiko. Máy 5606 nguyên bản các bác nha. Size mặt là size 36,5. 36,5 cho cổ tay các bác từ 18 trở xuống. Rồi em sẽ nhắc lại cái cách đo cổ tay khi các bác lựa đồng hồ nha. Đây là tại vị trí các bác đeo đồng hồ này thì các bác sẽ lấy một sợi dây các bác đeo vòng. Nếu mà các bác có thước dây thì các bác dùng luôn, nếu không thì sẽ lấy một sợi dây đo vòng quanh cổ tay như thế này. Sau đó các bác đánh dấu lại cái điểm và trải trên một cái thước đo bình thường, cái thước thẳng đo bình thường, các bác sẽ biết được là cái vòng cổ tay của các bác là bao nhiêu, và từ đó lựa được cái mặt đồng hồ tương ứng với kích thước cổ tay. Rồi Seiko Automatic LM25 Jewel, máy cơ tự động, có hỗ trợ cơ lên dây. Em này mã S3 có giá 1.600.000 đồng nha. Cái này là lắp đậy mà em cũng chưa chụp lại hình máy, nhưng mà đây là khi mà lau dầu rồi thì là máy nguyên bản ra nhá. Máy nguyên bản của đồng hồ có điều cái nắp này thì nó rất là khó mở, nên là em không mở ra được. Các bác nào mà mình muốn cái
hình chi tiết các bác nhắn về Zalo cho em gửi chụp chi tiết. Rồi chốt đơn mã đồng hồ S3 1.600.000 đồng CQLM ạ. Em lên tiếp một em đồng hồ Dynano thương hiệu của Thụy Sĩ. Em này với thân vỏ là bọc vàng. Phần cọc số làm ấn tượng. Cọc số làm rất là ấn tượng luôn. Vừa giống như là một bông hoa tulip mà vừa giống như là một cái viên kim cương ở phần tại các vị trí cọc số này. Các bác có thể hình dung nó như vậy. Rất là độc đáo. Biểu tượng logo chữ D được làm nổi tại vị trí góc 12 giờ. Kim cọc mạ vàng. Em này có một ô cửa lịch góc 3 giờ luôn. Đáy inox ạ. Dynano với mã là D3 sở hữu bộ máy vàng automatic 21 chân kính cực chất. Các bác cùng xem cái bộ máy bên trong của Dynano nha. Đó. Máy nguyên bản của đồng hồ, máy vàng cực chất, vành tóc vai rất là đẹp. Và chiếc Dynano này có giá cực tốt tại cửa hàng Kiên. Giá chỉ có 2.900.000 đồng cho một mẫu đồng hồ xưa cổ vỏ bọc vàng, máy vàng tự động của Thụy Sĩ. Size 33 cho các bác cổ tay dưới 17 ạ. Em đeo lên tay chiếc này nha. Đó, các bác sẽ thấy này. Đeo lên tay nhìn rất là đẹp. Cái dây da này cũng khá là mềm. Rồi chốt đơn mã D3. Seiko Sportmatic. Một chiếc đồng hồ Seiko thuộc thương hiệu cao cấp của đồng hồ Thụy Sĩ. Các bác dùng. Chiếc này sở hữu phần thân vỏ inox. Cọc số kim cọc còn rất là đẹp, mặt sáng trắng trải tia các bác nha. Dòng đồng hồ Seiko Sportmatic Deluxe dòng cao cấp có hai ô cửa lịch tại vị trí góc 3 giờ nha. Bác để ý dùm em nhé, hai ô cửa lịch luôn. Và có hai núm điều chỉnh như thế này. Đây là núm zin của đồng hồ. Núm zin nha. Đây các bác cùng nhìn này. Đấy. Dây khóa. Đây là dây khóa Seiko linh kiện. Đáy này, đáy cá heo nha. Đáy thì đồng hồ những cái phần này nó cũng đã hơi mòn. Nhưng mà nhìn nghiêng đi thì các bác vẫn có thể thấy được hình cá heo rất là sắc nét. Với lại cái số hiệu của đồng hồ ở đây. Em này sở hữu bộ máy cơ 23 chân kính nguyên bản. Size mặt cũng khá là lớn, dễ các bác, rất là dễ để các bác đeo nha. Size mặt 37. Vâng, chốt đơn cho em nha. Seiko Sportmatic dòng cao cấp Deluxe 23 chân kính. Size mặt 37, giá thì tốt tại cửa hàng Kiên S120, giá chỉ có là 2 triệu cho mỗi đồng hồ này thôi ạ. Lên tiếp một mẫu đồng hồ Cardi Vostok. Dòng đồng hồ của Liên Xô mặt đen, kim đỏ cực kỳ chất. Em này có phần vỏ ngoài bọc vàng lắc kê rất là đẹp. Có khắc triện dày 20 micron. Tức là lớp vàng này họ bọc rất là dày dạn. Và các bác để ý phần cạnh này nhé. Nó lên luôn bã trầu luôn này. Tức là lớp vàng rất lâu, lâu năm rồi. Đó, phần vàng, các cạnh của phần lớp vàng này còn rất là mượt và đẹp. Gần như là không có cái gì là bị hao mòn hết các bác nha. Đó, rất là đẹp luôn. Em này đang bán tại cửa hàng Kiên ở cũ với giá là 1.700.000 đồng mã C75 nha. Chốt đơn cho em. Cardi Vostok, một chiếc đồng hồ của Liên Xô. Kim dây đỏ nổi bật trên nền mặt màu đen. Dòng sport mang cái phong cách khá là thể thao và khỏe khoắn. Em này với size mặt ngang là size 33,4, size dọc là size 33, nó tương đương với một chiếc đồng hồ size tròn là tầm 34. Rồi, chốt đơn cho em C75, máy cơ lên dây, chuẩn đồng hồ Liên Xô bọc vàng dày 20 micron, giá là 1.700.000 đồng cho chiếc này ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của cửa hàng Kiên Đồ Cũ và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Các bác lần đầu biết đến kênh Kiên Đồ Cũ, các bác hãy ấn nút đăng ký màu đỏ kèm biểu tượng chuông để xem được những video trong thời gian tới cửa hàng lên sóng. Hoặc là các bác sẽ tìm Kiên Đồ Cũ trên YouTube.
để các bác có thể xem được những video mới nhất lên sóng tại cửa hàng Kiên. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.